với sứ mệnh nâng cao văn hóa chống mồm người Việt. Công ty vô trách nhiệm thời hạn mặt bằng tài chính truyền thông sẽ cấp được phong tặng danh hiệu chiến sĩ 2 thi đua 2 năm liền. Go! Kết hợp với anh chị em nghệ sĩ trong nước và ngoài đảo xa, xin được bày vẽ một hội thi có tên Chống Mồm, Chống Miệng. Tùng Tôm và Dũng Khuây Chây xin được giới thiệu. Đàm Vĩnh Hồn. Lễ Thường. Tùng Tôm Quay tay chuẩn lương, tạm biệt nha.